Rồi, chào thể các bác nhá, đến hẹn lại lên thì hôm nay là ngày 13 tháng 3 thì em lên clip mới nhá. Thì hôm nay giới thiệu qua cho bác tiện theo dõi thì hôm nay em sẽ lên đây có mới về cái lô bơm nước rất là đẹp luôn, nhìn cực kỳ sáng luôn. Đấy. Đấy có cả những cái hàng chưa dọn và những cái hàng dọn sẵn rồi. Đây có ba con bốn thì dọn sẵn này, hàng siêu đẹp luôn. Có như, gần như mới nhá. Bốn thì trước em về một con mà bán một con mà các bác hỏi rất nhiều nha. Chính vì vậy hôm nay em đã về được khoảng 3 con. Đấy, bơm nước nói chung đủ các hệ này. Cái gì Mitsu các kiểu đấy có hết này, là Robin này. Đấy. Đây cũng sẽ lên cho bác cái lô đầu máy tum lớn này, đầu máy lớn này. Đấy, rồi là đầu máy tum nhỏ gắn xịt thuốc nhá. Tum lớn tum nhỏ gắn xịt thuốc. Rồi lên một ít mẫu cho bác hàng tự dọn. Đấy, tự dọn nhá. Đấy. Cái thứ hai là cũng sẽ lên cho bác cái lô máy cắt cỏ ấy, cũng đủ các hệ khác nhau. Đấy. Những cái con này là vừa dọn xong chưa vệ sinh này. Đấy. Rồi là đây có cái con này độc lạ này, con này hơi độc luôn này, vì độc ở cái lưỡi này. Lưỡi này có cái lưỡi này rất là ngon luôn. Lưỡi xoay hai kiểu khác nhau. Đấy. Rất là độc luôn. Những cái lô này mà những cái lô ở đằng này là bên em dọn sẵn rồi nhá. Đấy, dọn sẵn rồi. Đấy, tí nữa thì em sẽ đi test máy cho bác xem. Đấy. Nói chung rồi bên cạnh đó thì em về rất là nhiều những cái cần tum lớn nhá. Cái này về rất là nhiều luôn. Tha hồ cho bác lựa chọn thì vì các bác nhu cầu các bác hỏi thì cần tum lớn quá là nhiều luôn nhá. Đấy. Hầu hết là em nhận các bác hỏi cần bãi rất nhiều nhá. Đấy, chính vì vậy em về được cái lô cần tum lớn. Vậy sẽ lên cho bác. Rồi là cũng sẽ lên cho bác ít cái hệ máy rẻ rẻ. Đấy, nói chung là giá rẻ cho bác về lấy đồ hoặc là dùng cũng vẫn bình thường nhá. Đấy. Xíu là thiếu đồ nó rẻ thôi. Đấy. Đấy thì sẽ lên cho bác nhá. Tí nữa thì em sẽ đi vào chi tiết để sơ bộ như thế để cho bác tiện theo dõi. Rồi. Thì máy thì đang về chuẩn bị là sắp tới là rất là nhiều. Đấy. Gọi là đang về được một phần thôi, nhỏ nhỏ thôi. Đấy thì sắp tới thì về rất là đa dạng nhá. Đấy. Thì ngoài cái việc bán máy bãi nhá, thì bên em còn bán cả trà nữa nhá. Đấy lúc nào cũng là dành lúc đầu phần đầu chương trình này em cũng sẽ dành một ít thời gian để giới thiệu về cái sản phẩm chè của địa phương em. Vì chỗ em nó là lợi thế đó là đất chè nhá. Đấy. Vì là lợi thế bác có thể search trên mạng địa chỉ là ở Phú Thành, Lạc Thủy, Hòa Bình. Có nông trường chè Sông Bôi. Đấy. Nói chung nhắc đến nông trường chè hay là nó mình nghĩ nó rất là rộng lớn nhá, nó giống kiểu hợp tác xã ngày xưa. Đấy. Cái nông trường chè thành lập từ cách đây rất là lâu rồi nhá, từ những năm 1960 đã thành lập rồi. Đến bây giờ nó cũng phải rơi cửa hơn 70 năm rồi. Đấy nhá. Rất là nhiều, rất là lâu rồi và chính vì thế là các bác mua chè chỗ em là được cái giá gốc luôn, không qua trung gian và bao cho bác giá là rẻ nhất trên thị trường. Đấy. Bên em bán là giá bán lẻ cho bác là bằng với giá đổ xỉ cho thợ buôn nhá. Đấy. Chè thì nó là giống chè tuyết thơm nhá. Đây. Đấy bác nhìn thấy nhỉ, chè tuyết thơm bút móc câu rất là ngon luôn đấy. Chè là bao cho bác là chè mới nhá, không phải chè cũ đâu, chè mới 100% luôn, hái tay từng búp một nhá. Vị của chè nó là tiền chát ngọt hậu nhá. Đấy, uống nước xanh vị thơm đấy. Thì bên em có những cái loại chè như sau: loại thứ nhất là loại 140.000 trên một ký, loại thứ hai là loại 180.000 và loại thứ ba là loại chè 210.000 một ký nhá. Đấy. Thì có ba cái lựa chọn đấy thì các bác thích cái loại nào thì liên hệ với bên em theo hai số điện thoại đây nhá. Đấy. Bác nào mua máy mua chè thì bác liên hệ số thứ nhất. Bác nào mua chuyên về chè, đặt hàng về chè thì liên hệ số thứ hai. Đấy. Thì em nhắc lại nhá, có những loại chè thứ nhất là 140.000 trên một ký. Loại thứ hai là loại 108 và loại thứ ba là 210 nhá. Đấy. Với cái mức giá như vậy thì các bác khách lẻ thì không nói nhưng mà các bác nào mua sỉ về bán lại vẫn là thoải mái luôn nhá. Vì thực sự đây là giá là dành cho khách bán lẻ thôi. Đấy. Cho khách đổ sỉ thôi nhá. Đấy nên giá nó rất là hạ. Đấy. Ok. Thì bác nào mua máy Trung Quốc mới hàng phun thùng như này thì bên em còn còn duy nhất một thùng với cả một cái máy hàng mới 100% này. Hàng chất lượng nha. Cái này là bán nốt cho bác là chuẩn bị cái lô có lô mới nó vào. Thì cũng còn duy nhất một thùng và một bộ.
Thì thanh lý cho bốt với mức giá đó là máy này là hàng Yamasu CX430 nhá, bít tông 40 ly. Đấy, 40 ly. Công suất 43cc tum lớn này. Đấy, hàng phun thùng màu đỏ như này. Đấy. Cái hàng này thì bên em bán cho bác với mức giá là còn là một thùng và một bộ thì bán cho bác mức giá là thanh lý nốt là 1,5 triệu một bộ nhá. Đấy. 1,5 triệu một bộ. Thế còn bác nào mua đầu máy không thì để cho 950 đầu nhá. Đấy, là còn có duy nhất thế là hết rồi đấy. Đấy, thế là chuẩn bị là về cái lô mới. Và lô mới vào thì rất là đa dạng và phong phú luôn. Đấy. Thì cái đấy thì sẽ tính sau nhá. Rồi. Thế vào đi vào chủ đề chính đi. Chủ đề chính thì đây. Cái trước mắt này giới thiệu cho bác về cái lô cần mới về này. Cần mới về thì đây là những cái cần tum lớn mới về mà bên em toàn là những cái cần tuyển chọn năn êm hết. Đấy. Cần tum lớn nhá. Tum lớn. Đấy. Đây. Lớn này. Đấy, đây nữa này. Đấy. Đấy. Đây, ví dụ như cái cần đầu này là cái cần của thằng cần này là cái như của con thằng Robin này. Robin 0304 này. Đấy năn êm hết nhá. Năn êm hết ngon tuyệt vời luôn. Con này thì có một tiếc điều nó hơi thiếu chấn kẹp này. Thế mà thì nếu mà kiếm được cái bộ chấn kẹp thì em sẽ lắp cho bác nhá. Thì còn không thì nếu mà thiếu chấn kẹp thì bán theo kiểu thiếu chấn kẹp thôi nhá. Nếu mà thiếu chấn kẹp này thì tính cho bác giá 300. 300 là như này thôi nhá. Đấy cần tum lớn. Đấy. Thế còn đủ chấn kẹp đầy đủ thì phải là 500 nhá. Đấy. Chấn kẹp là không biết có khó có không ạ. Đấy. Với điều kiện là bác nào mà mua số lượng nhiều trên 5 cần trở lên thì em để cho bác giá 450 một cần nhá. Thế còn bác nào mua lẻ thì là 500 nhá. 500 một cái cần. Cần thì nó có loại có tay lái có loại không này. Đấy. Thì gọi là nó dính vào đấy thì vẫn để nguyên thôi. Ví dụ như cần thứ hai là của thằng Hitachi này. Đấy, cần thứ Hitachi cần này khá là ok này, đủ tay lái luôn này, cần xoay luôn nhá. Đấy. Đây, đầu bò chiến kẹp đầy đủ năn êm nhá. Đấy. Như cần như bộ này là bộ này tính đấy đủ tay lái tính lên tay lái này tính cho bác làm 550 này. Đấy. Ví dụ cái này thiếu chấn kẹp tính cho đấy, đủ chấn kẹp non êm nhá, tính 300 nhá, cái này 550 đủ tay lái nhá. Đủ chấn kẹp đầy đủ nhá. Cần tum lớn, tum 430, 330 đấy. Đấy, tất cả đều ngon êm hết. Ví dụ như cần này thế này, cần này 550 luôn này. Đủ tay lái luôn nhá. Non êm hết. Đây. Đầu bò chấn kẹp đầy đủ đây. 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 Đấy. Ví dụ gọi đây là cần số 1 đi. Cần tum lớn số 1 này, số 2, số 3 này. Ví dụ bác nào muốn mua cái loại nào thì tiện theo dõi nhá. Đây ông quay cũng khá là chi tiết cho bác, cũng có ít cần thôi mà. Đấy, như cần này 550 nhá, số 3 550 nhá, số 4 này. Số 4 này cũng có cần của thằng cái này cũng đủ tay lái luôn này. Đủ tay lái của thằng Hitachi này. Cần này năn êm luôn này. Năn êm luôn, đủ tay lái đầu bò trên kẹp đây, đầy đủ rồi. Đấy, đầu bò to nhá. Những cái đầu bò này thì bác dùng không biết bao giờ mới hỏng nhá. Đấy. Đấy, của những cái cần này thì gọi là quá khủng khiếp luôn. Cực kỳ bền nhá. Đấy. Như ý này, đây là những cái cần đấy. Cần nó đấy. Tiếp tục này, cần số 4 550 nhá, đủ tay lái nhá. Cần số 5 này, 5 này cũng của hần của con Hitachi 238, nòng 38 ly này. Cần xoay hết nhá. Đấy, cần xoay. Đấy, cần này đẹp. Đấy, đẹp này, đàn êm hết này. Thấy không? Đấy, đầu bò chấn kẹp đầy đủ này. Đấy. Thì cần này là cần số 5 này cũng là 500k nhá, 500k bộ. Đấy. Cần số 6 này. Số 6 là cần này này. Cần này như là của thằng Komatsu thì phải này. Cái gì đây này? Komatsu Genoat đây này. Đấy, Genoat này. Có cả chân trống luôn. Đấy. Chân trống này. Ở đây nó có cái đầu bò chấn kẹp, con này đủ chấn kẹp này, thấy không? Đủ chấn kẹp. Các bác về có thể bỏ cái này đi nhá. Bỏ đi cho nó gọn tùy bác nhá. Đấy, đủ chấn kẹp lăn êm. Cần này 500 luôn này. 500 bộ này. Đấy. Đấy. Cần này là cần số số 6 này. 6 500 này. Số 7 này. Số 7 có cần này to này, to và xoay này. Cần này của con gì này trông rất là đồ sộ luôn, cần xoay luôn nhá. Đấy, năn êm luôn này. Chuông chiếc ngon lành luôn nhá, mới cứng luôn. Đấy.
Cái này đủ tay lái luôn này. Đây đủ tay lái này. Đấy. Đầu bò chén kẹp đầy đủ ok này, mới cứng luôn. Đấy, thấy không? Đấy. Cần này tính cho bác đủ tay lái 550 luôn nhá. 550 luôn. Đấy. Cần to. Rồi. Cần tiếp theo này. Cần này hình như là của con này là của cần gì của con cái gì đây này. Cái này nhìn khá là ok đấy. 550. Cái này số 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6. Cần số 7 này, cần số 7 này là 550 nhá. Cần này cần số 8 nhá. 8 cái này rất là đẹp này. Đấy. Có thêm một cái gì đây? Cần này có thêm một cái lưỡi tròn này. Me còn sắc luôn này. À cũng bị dập rồi. Không tính lưỡi tròn luôn nhá. Cần này nhìn khá đẹp. À cần này. Rồi. Cần này của thằng Ma Du này. Đấy. Cần này tính cho bác 600 luôn nhá. Cần này nhìn khá đẹp luôn. Đấy. Khá đẹp 600. Rồi. Cần này số 8. Số 8 600. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 6. 8, 600 nhá. Đấy. Nó như vậy nhá. Rồi. Thì số 9 này. Gọi là cần thì không nói nhá. Để mình đánh dấu cái cần thôi. Còn bây giờ mới bắt đầu là đi vào những cái mẫu máy giá rẻ đây phụ tùng cho bác này. Nó gọn đi. Đây có cái mẫu này mẫu Robin này. Có con Robin này là Robin 232 này. Con này khác con hôm trước nhá, con hôm trước bán rồi nhá. Đây con khác. Con này xài chế OneBro ngang tự động của nó luôn nhá. Đấy. Con này nhìn rất đẹp luôn. Đấy. Con này thiếu một cái đầu bò này. Đầu bò của nó là xài ống cần 24 tỳ 10 khía nhá. Đấy, 10 khía. Tỳ tiếc còn ngon, không bị ấy gì đâu. Các bác cứ yên tâm nhá. Nó hơi mờ thì phải. Hơi mờ. Nhưng mà con này cũng còn rất là ok đấy. Đây quay cho bác xem luôn. Con này nhìn khá đẹp nhá. Con Robin này khỏe này, 33 ly, cực khỏe luôn. Chế nguyên bản luôn, ngang ngang. Quân vừa rồi. Xài một tay cầm như này nhá, thiếu một cái đầu bò nhá. Đấy, các bác về bổ sung những gì còn thiếu. Con này gọi là con hôm nay là nấu A nhé. A1. A1 tính cho bác giá là thiếu đầu bò này. Con này tính con này khỏe nhá, 33 ni mà đẹp nhá. Con này tính cho bác giá là 600k nhá. Đấy. Bác về bổ sung cái đầu bò nhá. Đấy, ni. Được chưa? 600k. Chưa bao gồm phí vận chuyển nhá. Lưu ý như thế. Chỉ gồm như này thôi nhá. Đây. Đấy. Rồi tiếp tục đây. Có con này thiếu đồ đây. Con này cũng đổ khá là ngon luôn. Con này là con Cinewa Shop nhá. Con này bị thiếu cái áo bô này. Nó bị bẻ áo bô này, mấy em bỏ luôn. Bẻ hơi nhiều. Đấy. Con này tum nhôm này. Đấy. Dòng này đắt này. Cinewa 250 này. Đấy. Cũng bị thiếu đầu bò luôn nhá. Tí tiếc còn ngon này. Thiếu đầu bò luôn. Đấy. Thiếu đầu bò. Con này nổ vẫn còn rất đanh nhá. Đây, nổ cho xem luôn. Đấy, con này đây. Nó nổ rất đanh, dòng này đắt đấy. Xin đây WhatsApp. Cũng bị thiếu đồ nhá. Thiếu cái bô này với thiếu đồ bỏ. Sử dụng tay cầm một tay nhá. Đấy. Con này con A2 nhá. A2 con này để cho bác 700k nhá. Đấy. Được chưa? Để bác về bổ sung những cái còn thiếu nhá.
Đấy. Con thứ ba này. À, con này nhá. Con này là con Tanaka đen này. Con này xài chế One Brew 2 kim mấy ác kia. Đây, One Brew 2 kim này. Đấy không? Đấy, Tanaka giật sau. Đấy, giật sau. Đấy, thấy chưa? Đấy, con này thì cũng bị có đầu bò nhưng mà thiếu bộ chiến kẹp. Thiếu bộ chiến kẹp đấy, nhá. Tình trạng là thế. Đấy, thiếu tay lái luôn. Thiếu tay lái luôn. Đấy. Thì các bác về bổ sung như con thiếu nhá, con máy nổ ngon. Cái này nó hơi. Cái này thỉnh thoảng nó hơi trượt cá nhá. Nhưng mà không sao, bác về vẫn xài bình thường nhá. Đấy. Thì cái con này nó lổ rất là đanh luôn, xài chế One Brew 2 kim. Thì bác về bổ sung thêm cái tay lái với thêm bộ chén kẹp nữa là ok. Con này Tanaka đen lổ cực đanh nhá. Đấy. Con này con A3. A3 con này tính cho bác 600k. Được chưa? Đấy, 600k là thêm những cái lặt vặt vào thôi là đủ thôi nhá. Con này để cho 550 đi, được chưa? 550. Ok chưa? Rồi. Đây có hai con này hàng chưa dọn này. Con Beo này. Con Beo này Beo 22 này. Beo 224 này. Đấy. Con này hàng chưa dọn. Đấy, bình xăng bình trước không bể đâu nhá. Tung tiếc đàng hoàng mặt tiền đẹp đấy. Đấy. Con này đầu bò chén kẹp đầy đủ luôn này. Đây này, đầu bò chén kẹp đầy đủ này. Lăn êm luôn nhá. Đấy. Beo 22. Beo hay Singu là nó đấy. Mày hơi tốt này. Đấy, hơi tốt dây giật còn trắng này. Đấy, hơi tốt dây giật còn trắng này. Con A4 nhá. A4 con này để cho bác 400k đây. Đấy. Nó chỉ gồm thế này thôi nhá. Nó chỉ gồm như này thôi. Như miêu tả nhá. Rồi. Tiếp tục này. Có con này. Con này là con Tanaka này. Con này còn rất đẹp này, Tanaka 218 này. Con này bình xăng zin còn trắng phau này, thấy không? Đấy. Xăng zin trắng phau. Con này dòng này lổ siêu đanh, Tanaka đen này, tu nhôm này. Hai tay cầm còn này. Dây ga còn này. Thiếu đầu bò nhá. Đầu bò con này là đầu bò cần 24 ti 7 khía nhá. 24 ti 7 khía. Rất thông dụng luôn. Ti tiếc còn ngon này. Không có mòn miếc. Con này còn mới lắm. Đấy. Con này còn mới lắm. Đây. Hơi ngon nhá. Bây giờ còn trắng này. Đấy. 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 Hơi ngon. Bây giờ còn trắng. A4 con này A4 này. Con này là con này A4 nhá, con này A5 nhá. A5 tính cho bác 400k nhá. Đấy. Được chưa? 400k. Rồi. Nó gồm như này nhá. Vào bỏ bán đi. Rồi. A5 này, A6 này. A6 thì em lên cho bác cái mấy cái lô này cho bác về tự dọn nhá. Thì trước mắt là lên mấy cái máy này để cho bác về. A6 này. Đây A6 thì em giới thiệu cho bác về mấy cái mẫu thằng công suất lớn là mấy cái thằng TD33 này. Là con này là tum lớn này. Tum lớn máy tum 330 430 vừa hết nhá. Tum này gọi tum 330 đi. Đấy, nó là tum thông dụng nhá. Đấy. Mấy cái con này là máy công suất lớn hàng TD33 Kawasaki. Đấy. Thằng này là 33cc bít tông 37 ly nhá. Đấy. Bốn con này tí ra lên hàng chưa dọn cho bác này. Trước khi lên hàng chưa dọn thì lên cho bác mấy con dọn sẵn nhá để các bác về lấy lòng tin làm. Đấy, thì em có lên mấy con dọn sẵn đây. Đây, mấy con này mấy con dọn sẵn này. Đấy, dọn sẵn là nó là đề Mazuyama nhưng mà thực chất máy Kawasaki TD nhá. Đấy, TD33 đây.
đi bà bà này. Đấy. Mấy con này thì bên em đã nên chế mới 2 kim hết này. Nên chế mới 2 kim dễ xài cực kỳ luôn nhá. Đấy. Đấy chưa? Ví dụ như con này chả. Đấy. Đây thì nó rất là dễ lổ thôi. Đây. Đấy. Để ga ti hơi thấp này. Với thứ hai là cho hơi ít xăng. Đủ à? Ờ, cái phao xăng nó cho lên kia. Đấy. Con này bỏ qua nhá. Con này tí nữa kiểm tra sau. Đỡ mất thời gian. Con này đi. Đây. Con này vừa mới lên cũng nên chế 2 kim đây. Cũng TD33 này nhá. Đây. TD33 này. Con này sẽ bán máy chứ không bán kèm cái tum đâu nhá. Vẫn lưu ý như thế. Rồi. Đây. Đấy. Đây. Bên gà nó chạy này. Rất ngon nhá. Đấy, là nên chế 2 kim nhá. Đấy. Thì con này là con A6 nhá. A6 lên chế 2 kim cho bác ngon lành rồi nhá. Đó, về chỉ việc xài khỏe cực kỳ luôn. À, con kia phải A6 nhỉ. Đúng rồi, A6. A6 con này tính cho bác như con này lên chế 2 kim tính cho bác 850 nhá. Đấy. 850k. Được chưa? Đấy. TD33. Khỏe nhá. Chứ không giữ lại cái tum này để thử máy đấy nhá. Không bán kèm. Đây, lại lên cho bác con nữa để cho bác đây như em này ạ. Cái này cũng là TD33 này, cũng nên chế 2 kim mới nhá. Đấy, đây TD33 này. Đấy, được chưa? Cái này nếu mà lên thế này thì bác dễ xài này. Đấy, và bác nào không thích nện được để nguyên được chả sao nhá, dọn chế nguyên bản nó cũng được. Đấy. Đấy, máy nó chạy cực ngon luôn. Mấy con này mà lên được chế ngang thì chất lắm. Dùng chất cực kỳ luôn. Đấy. Con này con A7 nhá. A7 tính cho bác 850 luôn nhá. Đấy. Dạ. Rồi. Đây, ví dụ bác nào mà không thích nên chế 2 kim thì bác có thể là dọn để nguyên chế của nó cũng được nhá. Ví dụ như con này chẳng hạn. Con này cũng là con TD33 chế nguyên bản này. Đấy, con này đã nên cho nó bộ cần này. Bộ cần của thằng TD33 luôn nhá. Đấy, bộ cần TD33 đầu bò chế kẹp đầy đủ đây. Được chưa? Đấy, con này là chế nguyên bản này. TD33 chế nguyên bản luôn nhá. Đấy. Con này đây. Đấy. Các bác cứ phải cho cái ga này vào là ok thôi. Đấy nhá. Đấy, ga lên tí này. Trong này nó hay ga lên tí là đúng. Đấy.
tắt máy nhá. Đấy, vừa tắt máy đấy. Đấy thì là đấy, con này là con A8 nhá. A8 này, con này là đủ cả máy cả cần luôn. TD33 Kawasaki 33cc nòng 37 đi, đủ bộ luôn nhá. Con này tính cho bác giá là 1 triệu à. Tính cho bác giá 1 triệu 2 nhá. Đấy. 1 triệu 2. Chưa bao gồm phí vận chuyển và chưa tiền phụ kiện nhá. Đấy. Đấy. Đấy là em làm mẫu cho bác ba con nhá. Là cũng dòng này nhá. Bây giờ mới là hàng chưa dọn của nó này. Con này hàng chưa dọn này. Thế bác về tự dọn nhá. Có dọn theo hai hướng đấy thì tùy các bác nhá. Con A9 này, A9 là con này nhá. Con này hàng chưa dọn này. Đấy, con này nhìn thì còn rất là sáng sủa này, thấy không? Đấy. Này, bố bung dày cực kỳ luôn nhá. Kawasaki cái này rửa lên là đẹp nhá. Mày bám bụi vớ vẩn thôi nhá. Những con này sẽ bổ sung cho bác thêm một cái IC tép nữa này. Hiện tại đang thiếu một cái IC tép này, mai bổ sung nhá. Đấy, cho nó nửa nó ok. Con này hơi quá ngon luôn này. Đấy, đây là con trắng tinh này, thấy không? Đấy. Đấy. Đấy, cực cực luôn nhá. Con A9. Con A9. A9 con để cho bác 650 về tự dọn nhá. 650.000 về tự dọn, được chưa? Bao hơi nửa nhá. Đấy. Các bác về tự dọn nhá. Đấy. Hoặc nào bác nào mà không biết dọn thì bác cứ nếu mà để nguyên chế nguyên bản thì cứ thêm vào 100k thì bên em dọn cho. Đấy. Không biết dọn hoặc không thích dọn đấy thì thêm 100k bên em dọn cho. Nếu mà thích chế nguyên bản nhá. Còn nếu mà lên chế hai kim thì phải thêm vào 150 nhá. Quý vị. Thích chế hai kim thêm vào 150. Được chưa? Đấy. Ok nhá. A10 này. A10 con này nhá. Con này lại chưa dọn. Con này thì bình xăng zin còn này. Bình xăng zin còn. Đấy, khóa xăng khóa xiếc còn ok nhá. Đấy. Này là chưa đụng chạm gì đâu nhá. Bố bung còn dày này. Đấy. IC tép xiếc tiếp còn này. Đấy, được chưa? Bình xăng lớn còn. Hơi tốt này. Hơi tốt hết nhá. Bây giờ còn trắng này. Đấy. Đấy. Hơi tốt. Được chưa? Thế con A10. A10 con này tính cho bác à. Đấy nhá. Con này tính cho bác à 600 đi. Được chưa? Đấy. Con tiếp theo này. Con này là A11 nhá. Con này nhìn là đầy đủ đồ này, khóa xăng chiếc còn này, chế chiếc này. Lốc niếc sáng này. Bô biếc của Densi này, con này bô Densi này, thấy không? Đấy, bố bung dày này. Đấy, còn rất đẹp luôn nhá. IC tép xe tiếp còn này. Đấy, bình xăng bẻ thay bình xăng mới thôi. Con này nhìn rất đẹp đấy. Rồi, con này hơi rất chắc luôn này. Đấy, tương tự luôn nhá. Rồi, rất tốt. Con là A11. A11 con này tính cho bác là 650 nhá. Đấy, bác nào mà không biết dọn thì thêm vào 100k bên em dọn cho. Chế nguyên bản và thêm 150 nên chế ngang nhá. 150 à, phải thêm 200 mới nên được chế ngang nhá. Lưu ý là thì phải thêm 200 nhá. Bởi vì nguyên cái chế với cái nắp gió với cả công thợ làm với một cái phím nữa nó phải rơi cỡ 200.000 rồi nhá. Đấy. Thì bác nào mà nên chế ngang thì phải 200, thêm 200. Thế còn bác nào mà giữ nguyên chế nguyên bản thì thêm 100 nhá. Đấy, nó có mấy sự lựa chọn như thế. Rồi, tiếp tục đây. A12 là con này nhá. Đấy, con này cũng là TD33 bình xăng zin còn này. Đấy, bố bung còn đen xì này, thấy không? Đấy, bố bung dày này. Đấy, đẹp nhá, IC tép còn này. Đấy. Chế chiếc còn rất ok này. Rồi, hơi rất ngon nhá. Đấy. Hơi còn tốt hết nhá. Đấy, con này hơi tốt. A12. 650 luôn nhá. Đấy. 650. Đấy, bác nào không biết dọn thêm 100k chứ nguyên bẻ. Nên chế hai kim thêm vào 200k. Ok nhá. Rồi, xong. Đây có cái cục máy này dọn sẵn đây.
Thuộc TG25 này, Kawasaki này. TD chứ, TD24. À TG24 nhầm, TG nhá, không phải TD nhá. Cục này dọn sẵn là ok rồi này. Đã lên chế hai kim mới này. Thấy không? Cực kỳ dễ ngon dọn luôn nhá. Này tum 260 nhá, gắn vừa xịt thuốc này. Bắt đầu nó lấy may mắp thêm cho cái bố đấy nhá. Con này thì ngon, ok. Chưa bật công tắc. Mình để găng tay hơi thấp này. Vào bà đi. Bố đang làm việc. A13 nhá. A13 con này tính cho bác giá là 700k nhá. Thôi tính cho 600k đi. Được chưa? Nổ ngon lành các bác luôn. Chỗ này hơi bẻ thế này một tí này, vỏ thôi. Thế thôi nhá. Đấy, máy của nó thì ok. Được chưa? Đây có cục này hôm qua này. Hôm qua là không biết là hôm nay đã nổ lại được chưa, thôi cứ hôm qua bỏ qua đây. Hôm nay A10 đây. A13, A14 nhá. A14 em lên cho bác ba con máy 4 thì này. Ba con máy 4 thì này toàn những hàng công suất lớn hết nhá. Đấy. Về được cái lô bơm nước thì dọn tạm được ba con máy 4 thì. Nó đẹp quá này. Cái ba con này thì đều như kiểu Thúy Kiều Thúy Vân hết nhá. Đấy. Thì trong đấy thì em giới thiệu tình trạng từng con một nhá. Có con này thì là hoàn hảo này. Con này hoàn hảo K35 Cosin này. Hàng Cosin nhá, bơm nước cực kỳ ngon. Con này bình xăng zin còn trắng phao này, thấy không? Chưa vệ sinh đâu nhá. Nó đã đẹp nhưng đến mức độ như này thì bác biết rồi. Nguyên bản nguyên zin 100% nhá. Đây. Thấy không? Con này thì không còn gì phải chê trách nhá. Đấy. Cosin này. Con này khỏe nhá. Bơm khỏe cực kỳ luôn. Đấy. Con này đúng rồi. Con này thì đẹp rồi. Đây là nổ rồi nhá. Đây. Này, đây giật trắng tinh này, thấy không? Con này như máy thùng nhá. Đây, bật công tắc này. Đúng nhỉ? Tất nhiên là không với như này thì không bao giờ có khói được nhá. Máy 4 thì nhá. K35 này. Con này thì quá xuất sắc nhá. Nó không phải xuất sắc bình thường mà nó quá xuất sắc luôn. Này dây giật trắng tinh này, thấy không? Đây, chưa bật công tắc. Con này xuất sắc nhá, mà lổ rồi các bác về chỉ việc xài thôi. Đấy, cái này nó chưa có nước nên là em cũng ngại ga lên nhá. Sợ nó còn cái phớt nước bên trong. Phớt sợ bên trong. Con này thì nó quá xuất sắc rồi. Không có gì phải suy nghĩ. Con A14 này. A14. Con này tính cho bác giá 1 triệu 6 nhá. Đấy. Xuất sắc. Gần như mới. À, chưa dọn này. Thấy không? Rồi. Tiếp tục này. Có con này cũng mới không kém nhá. Con Cosin này cũng mới không kém, ba con giống nhau nhá. Con này bình xăng zin cũng trắng phao này, thấy không? Đấy. Con này thì đây. Con này mới cũng không kém luôn. Đấy. Thấy không? Mới không kém nhá. Đây, bây giờ cũng trắng tinh luôn này. Đây là ga lên tí nhá. Đấy. Nhưng con này mới cũng mới không kém luôn. Đây. Con nhưng mà con này nó có một cái đặc điểm là nó bị mới rất là mới, nguyên bản chưa bung chưa sửa chữa gì nhưng mà nó có một cái đặc điểm nó bị cháy gen buji nhá. Có nghĩa là máy vẫn nổ nhưng mà có nghĩa mình cứ vặn chặt vào thì nó cứ vậy nó xoay thôi. Nó cứ vậy nó xoay. Còn máy vẫn dùng bình thường nhá. Đây em ga lên cho bác xem. Đấy.
Đấy, vừa tắt máy. Thì các bác về vẫn cứ xài bình thường nhá. Nó bị cháy gen buji có nghĩa là mình vặn nó không chặt được. Đấy, nó bị vặn không chặt được. Thế nhưng mà các bác vặn ra, vặn buji ra vẫn được nhá. Mình vặn buji, vặn theo chiều vào ấy, thì là cứ vặn vào thì nó cứ xoay như vậy. Thế nhưng mà mình vặn ra để lấy buji ra để thay thì vẫn vặn ra được nhá. Vẫn ra được. Thế nên ví dụ như bác dùng vẫn về dùng vẫn không vẫn dùng bình thường nhá, không phải lo gì cả. Ví dụ mà ví dụ như nó có hỏng buji thì bác vẫn vặn ra được. Nên là không lo nhá. Đấy, ví dụ bác nào muốn chặt hơn nhá. Muốn chặt hơn thì mình có thể là đệm băng tan hoặc cái gì đấy. Nhưng mà bên em là nó bị tình trạng như thế này, em là báo cho bác như thế nhá. Còn đâu máy của nó thì vẫn chạy bình thường nhá. Đấy. Có nghĩa là vặn chặt vào nó cứ xoay vậy, nó không không ấy nhá. Còn máy của nó thì ngon, mới. Nó chỉ bị tình trạng vậy thôi, nhưng mà vẫn dùng được nhá. Bác nào muốn chặt thì bác có thể là về mình đệm băng tan hoặc như nào đấy. Vẫn được nhá. Đấy, nên báo tình trạng như thế. Rồi. Con A15. A15 quá đẹp nhưng mà bị tình trạng như thế nhá. Con này tính cho bác giá là 1,2 triệu nhá. Đấy. Nó mà không bị tình trạng thế là phải tầm cao hơn. Thôi để cho bác giá 1,1 triệu đi, được chưa? Đấy, 1,1 triệu. Rồi. Con này thì ok. Con này cũng là con Cosin K35. K35 nhá. Con này thì nhìn nó cũ hơn tí nhưng mà máy của nó vẫn ngon nhá, không có ra khói ra kiếc gì cả. Đấy, K35 này. Đấy. Được chưa? Đấy. Máy chưa dọn nhưng mà lốc máy vẫn còn rất sáng nhá, thấy không? Đấy, rất sáng sủa luôn. Đấy. Mình cũng đã thử dọn nổ rồi và cũng đã nổ rồi. Mà không biết là nó cái chế của nó, con này chạy chưa được mượt lắm, nhưng mà không biết là có chạy lớn luôn được không. Đấy, chế nó chưa được mượt nhá. Ví dụ bác nào lấy con này thì có thể là mai bên em bảo thợ dọn lại cho nó mượt. Còn máy của con này thì nó vẫn là rất là ok. Không có khói, có khiếc gì cả nhá. Đấy, bao cho bác là 4 thì không có khói, có khiếc gì đâu. Thôi, vẫn rất tốt, dây dần vẫn còn rất trắng nhá. Đấy, chế chưa được mượt lắm nhá. Đấy, mai thì sẽ bác nào lấy sẽ xử lý cho nó mượt mà hơn. Được chưa? Cái con này thì nó không bị sao cả. Nó chỉ có cu hơn mấy con kia thôi. Thế còn nó so nếu mà không có hai con này xuất sắc quá thì nó vẫn rất ok nhá. Đấy, lưu ý là thế. A16. A16 cũng máy 4 thì bơm nước cũng rất đẹp. Thấy chưa? Đây. Cũng rất là đẹp nhưng mà như thế nhá. Thấy chưa? Cái con này tính cho bác giá là 1,350,000 nhá. Đấy. 1,350,000, được chưa? Đấy, nó có 3 con như thế. Rồi. Thế em đi tua nhanh mấy cái con này cho nó gọn này. Đây, có mấy cái con này là máy cắt cỏ dọn sẵn rồi này. Các bác về nói chung là ví dụ thiếu đồ gì là bên em sẽ lắp cho đầy đủ rồi là gửi đến tay các bác thôi nhá. Đấy. Ví dụ như cái con này là con cực kỳ mới đẹp này. Con này con Robin cóc hay là Makita cóc này, 21cc này. Con này thì còn tình trạng siêu đẹp. Đây, trắng phau luôn. Thằng này thì tay lái của nó này, tay ga bóp trên thân này. Đấy, Dung Makita. Con này còn đẹp lắm nhá. Đấy. Đây. Hơi ngon, đây là trắng tinh này, thấy không? Cực luôn, hơi tốt. Đó. Con này là con K17 nhá, A17 nhá. A17 rất đẹp. Con này tính cho bác giá là 850,000 nhá. 850,000. Cái này chưa bao gồm phí vận chuyển và chưa có tiền phụ kiện nhá. Bác nào mua thêm phụ kiện thì bác thêm vào 50,000. Bác nào mà muốn bao ship nữa thì bác thêm vào 50,000. Tổng con này về nhà về tổng thanh toán đây là 950,000 nhá. Đấy.
Nó sẽ phụ kiện sẽ bao gồm là dao, bắt cước, dây đeo, tiếp mở buji, một cái lục giác mở ốc nhá, 5 món. Ok nhá. Rồi. Đây. Nên cho bác con tiếp theo này, con này vừa dọn xong này. Con này là con Jobin nhá, cũng là Jobin nhưng con này 22cc này. 2200 made in Japan này. Con này vừa dọn xong nhá. Nếu mà rửa lên mai rửa lên vệ sinh, bác lên là mai vệ sinh cho đẹp nhá. Con này nó có đặc điểm, nó có cái cần dài. Dài hơn các con khác khoảng tầm đây. Đây là mai em sẽ nắp cho bác đầy đủ đầu bò nhá. Nó bị thiếu đầu bò, mai nắp cho đầy đủ hết nhá. Nguyên bản của nó luôn. Đây, so với con này nó khoảng dài hơn khoảng tầm 20 phân. Đấy. Nó dài hơn, cái cần nó dài hơn nhá. Đấy. Này thì nó dài thì nó nhiều bác lại thích nhá, tùy các bác thôi. Con này thì ngon. À, chưa bật công tắc à? Để xem nào. Sang cổ thế nào? Để xem xem nào. Hơi tốt nhá, mai vệ sinh cho sạch sẽ nhìn mượt luôn nhá. Con này trông vậy mượt đấy nhá. Vì tum nó còn trắng này, thấy không? Đấy. Đấy cái này là chưa vệ sinh thôi. Nó vội ấy. A18. A18 con này tính cho bác 850 luôn nhá, nắp cho bác đủ đồ đầu bò rồi biết nắp đầy đủ hết. Đấy, nói chung là tay lái tay niếc nắp đầy đủ. Đấy, các bác có về thì bác làm mà chưa bao gồm phí vận chuyển tiền phụ kiện nhá. 22cc, dòng Robin cóc. Nó cực ngon luôn nhá, dòng này. Rồi, nên tiếp cho bác con tiếp theo nhé. Con tiếp theo là một con thuộc dòng ZUB. Con này thì nhìn cực đẹp luôn. ZUB 26 này. Đây là bình xăng gì này. Trắng phao, thấy không? Đây con này 26-20 này. Con này đã lên chế 2 kim luôn này. Cực kỳ ngon luôn này. Thấy không? Đấy. Con này thì đẹp rồi. Đây. Tùm tiếc trắng này, màu vàng nha. Chóe luôn. Vỏ không bể vỡ gì, tay lái vẫn còn. Rất ok. Máy 26 nhá. Đây, hơi tốt này. CC 34 ly nhá, vừa phát dao vừa phát cước rất ok luôn. Đấy. Thì con này là con A19. A19 con này tính cho bác giá là 1 triệu nhá. 1 triệu nhá. Đấy, 1 triệu là chưa bao gồm phí vận chuyển và chưa tiền phụ kiện nhá. Đấy. 26 CC 34 ly. Đấy, nên chế 2 kim này. Cực kỳ ngon luôn nhá. Đấy, dòng này mà không nó nguyên bản chế máy cưa khó dùng, nên chế dễ dùng. Rồi, nên cho bác một con độc lạ này. Con này độc lạ ở cái đầu bò thôi, thì nó thì cũng là rất là quen thuộc bác thôi. Con này chính là con Shindaiwa. Shindaiwa S nhá, S bao nhiêu đây? Con này S20 này. S20. Con này thì bình xăng zin còn trắng đẹp này. Đấy. Con này nó độc lạ ở cái đầu bò đây, đầu bò nó như này này. Nó hai lưỡi nó ngược nhau nhá. Nó cắt theo kiểu giống kiểu máy cắt chè tăng đơ ấy. Đấy, nó xoay tròn nên cái loại này là các bác không bị bắn này. Đấy. Mắc dê dê rất ngon nhá. Nếu bác nào thích kiểu này thì mua con này về nhá. Con này thì ngon rồi. Đây này, tay lái cầm này. Đấy, tay lái cầm một tay này nhá. Đấy. Này thì ngon. Đã lên chế 2 kim cho bác dễ dùng luôn này. Đấy. Lên chế 2 kim dễ dùng luôn. Máy móc của nó thì ngon. Đây. Hơi quá ngon nhá. Quay tiếp mục. Đấy.
nhá. Đấy, thế là đầu bò rất độc lạ nhá. Đấy, độc lạ ok. Nào mà thích kiểu mới thì có thể lấy em này về. Ví dụ bài máy này bác không thích dùng cái lưỡi kia thì bác có thể là thay cái đầu bò khác nhá. Bác nắp dao vào bình thường nhá. Đấy, ý như thế. A20. A20 máy đầu bò độc lạ. Con này tính cho bác giá là 950 nhá. Đấy. Được chưa? Quá tuyệt vời luôn. Chưa bao gồm phí ship và chưa vận chuyển nhá. Đấy. Rồi tiếp tục đây. Đây em lên cho bác một con tiếp theo này. Là một con máy thuộc dòng công suất lớn này. Con này là con Kawasaki TD33 này. Là 33cc nòng 37 ly nhá. Đấy. 37 ly. Con này tum lớn này, tum 330 này. Đấy, cần lớn luôn, được chưa? Đấy. Con này phát cước thì bao phê. Đặc biệt cái con này đã lên chế 2 kim cho bác dễ xài luôn này. Đây này. Đấy. Chế mới 2 kim nhá. Tuyệt vời luôn. Con dòng này lên chế thì dùng đỉnh luôn. Hơi quá ngon nhá. Đấy. Tuyệt vời nhá. Đấy, máy to đấy, 33cc mà nòng 37 ly luôn. A21 nhá. A21 con này tính cho bác giá là 1,3 triệu nhá. Đấy. Là đã lên chế 2 kim này, thấy không? Giá này chưa bao gồm phí ship và chưa viền vận chuyển nhá. Đấy. Rồi tiếp tục đây. Đây lên cho bác một con tiếp theo nhá. Là một con Zubin. Con này vừa vệ sinh chưa dọn xong này. À vừa vệ sinh vừa dọn xong chưa vệ sinh. Con này là con Zubin 22 nhá. 22cc. Nòng 32 ly made in Japan nhá. 31 hoặc 32 ly đấy, không rõ lắm. Con này thì còn đẹp lắm, tung trắng này. Mai vệ sinh là đẹp nhá. Mình sang zin còn trắng này. Lệm này. Cao su, cao xiếc các kiểu đầu bò này, còn thêm vào bát cước luôn. Đấy. Con này thì ok rồi. Đây. Đây nhá, chế nguyên bản luôn nhá. Đấy, lại này. Hơi con này không ngon không lấy tiền các bác luôn, quá xuất sắc. Con này 22 con này tính cho bác giá là 950 nhá, sẽ vệ sinh sạch sẽ cho bác luôn. Đấy, con này đẹp, con đẹp lắm. Đấy, 22cc 950. Tiếp tục này, đây là con tiếp theo nhá. Con này là máy khỏe này, con này là con Estin của Đức này. Con này máy 24 luôn này, 24-50 này. Máy 24 nòng 33 ly nhá, con này khỏe cực kỳ luôn. Pin sạc zin còn rất trắng luôn. Và chế của nó là chế one bờ dù 2 kim luôn này. Đấy, chế rất giá trị luôn nhá. Đấy. Con này tum nhôm còn trắng này, thấy không? Không bị chảy nhá, tum nhôm nhá. Không bị chảy gì đâu nhá. Đấy. Con này thì còn đẹp. Vỏ màu sắc tươi sáng nhá. Đấy. Nói chung con này hợp tủ. Ngon mà nó đang tải một cái bát cước to đùng luôn, bạn đen xì luôn. Đấy, nó có cả dây nha, nó quật vào cái kia là nó đấy nhá. Con máy con này ngon, bao ngon này, không ngon không lấy tiền nhá. Nói chung con này sẽ không làm các bác phải thất vọng đâu nhá. Con này khỏe, máy khỏe 33 ly, 33 ly 24cc 33 ly tung nhôm, dòng Estin của Đức, thương hiệu A23. Con này thị trường nó phải rơi cỡ tầm 1,6-1,7 triệu đấy. Con này tính cho bác giá là 1,3 triệu nhá. Đấy. 1,3 triệu. Quá đẹp luôn. 1,3 triệu. Đấy. Ok. 1,3 triệu. Rồi. Tiếp tục đi.
Em lên cho bác con tiếp theo nhá. Con này thì gọi là siêu đẹp luôn. Con này là con này là con Ryobi nhá. Ryobi con này là Ryobi đời mới. À, nó là Mitsu TUE nhá, đời mới, chế hai họng này. Đấy, bình xăng zin trắng phao này. Đây bình xăng zin này. Trắng phao luôn, thấy không? Đấy. Con này thì nó còn sử dụng cả tay ga bóp trên thân này. Đây này, tay ga bóp trên thân này. Đấy. Tay lái một tay nhá, tum nhôm nhá. Đấy. Thế mới ác luôn. Con này 21cc nhá. 21cc, chế hai họng đời mới, tiết kiệm xăng. Đổ cho bác xem. Chưa bật công tắc à? Bên chưa bật công tắc rồi. Xài bình thường nhá, xài ngon đấy, con này nổ tất đành luôn. Cái con này thì là nói chung là mới nhá, mới cực kỳ luôn. Mitsu đời mới. A24, con này đẹp, A24. Đây tính cho bác giá 1 triệu mốt nhá. Đấy. 1 triệu mốt. Đấy, Mitsu TUE tung nhôm luôn nhá. Rồi. Tiếp tục này. A25 này, 25 con này nhá. Con này là một con máy rất đẹp luôn, mới cứng cựa luôn. Con này là con Ryobi 2370 nhá, con này 23cc. Chế máy cưa nhá, nguyên bản luôn. Đấy. Máy cưa nguyên bản. Con này bình xăng zin trắng phao rồi, thấy không? Đấy. Nệm cao su, đấy. Trắng đẹp. Con này còn rất đẹp. Tay ga bóp trên thân này, đấy, tùm tiếc các kiểu. Tay lái nhá, tay lái một tay. Con này thì nó cũng rất là ok. Chế nguyên máy cưa nguyên bản này, dùng cực kỳ thích luôn. Không biết đã bật công tắc chưa. Để xem. Bơm xăng. Các bác lưu ý là cứ phải bơm xăng thật căng nhá. Làm gì nào. Này dùng chế này cực thích nha, nó giống kiểu chế máy cưa ấy. Nó cứ các bạn nó lên ga cực nhanh luôn. Cái dòng này dùng thích á. Trong này mà dọn được cái chế ngon, là kiếm chế ngon nó dùng thích cực kỳ luôn. Đấy, chế máy cưa giống y máy cưa luôn. Đấy. A25. Con này 23cc nhá, lòng 32 ly. Con này tính cho bác giá 850.000 nhá. Này ngon đấy, mới cứng cựa luôn nhá. Rồi. Xin cho bác con tiếp con cuối cùng này. Con cuối cùng là một con này gọi là con Komatsu. Komatsu đời Ryubi. Con này Ryubi Kom vàng nhá. Kom vàng 22 nhá, con này 22cc. 22cc. Con này 22 này. Đấy, 22 đấy. Tay lái đầy đủ ok đấy. Con này thì con này còn đẹp, bình xăng zin còn trắng phao đấy, con này còn đẹp nhá. Ah.
con này thì hơi còn tốt, còn ok nhá, rất ngon. Đấy. Con này tính cho bác A26. A26 con này tính cho bác giá là 1,1 triệu nhá. Đấy. Rồi. Đi vi tán này chưa bao gồm phí vận chuyển và chưa tiền phụ kiện nhá. Rồi. Thôi thì video này ra dài, xin kết thúc video ở đây để bác mua hàng liên hệ với em theo số kia nhá. Rồi, ok. Cảm ơn các bác xem video.